Hà Nhật biết xin chào cả nhà. Hôm nay em xin giới thiệu đến cả nhà một chiếc máy lọc nước Ion kiềm, hay còn gọi là máy lọc nước điện giải, hay còn gọi là máy lọc nước Kangen. Nước Kangen chính là nước nước Ion kiềm anh chị nhé. Chứ nó không có máy Kangen. Nó là một tên một cái loại nước nhưng mà có ba cách gọi. Chiếc máy này là một chiếc máy mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng của hãng Lenovo. Hàng sản xuất tại Nhật Bản. Đây là hàng nội địa Nhật Bản nên nó sử dụng điện 100V anh chị nhé. Công suất con này chắc là khoảng tầm 2 đến 300W thì mình sẽ dùng cục đối nguồn khoảng 1 kVA là ok. Chiếc máy này nó có nó in cái hình in hình 3D, nó chụp bên trong chiếc máy này. Đây là bộ phận tâm bên cực này. Đây là cái lõi lọc này. Nó lọc thì có thao tính và màng sợi rỗng. Đây là một cái vòi nước ra để sử dụng này. Đây là cái hộc để bỏ canxi này. Dây nó có hình như hai hay ba cái dây, một cái dây cấp, một dây thải và một dây điện. Rồi bây giờ em sẽ khui trực tiếp đi nhé. Cái máy của hãng Lenovo này thì nó đời đời sản xuất, năm sản xuất ấy, thì nó 2008 trở lại, bởi vì từ 2008 trở đi thì nó đã bán cho hãng Panasonic rồi. Còn nguyên hộp gì nhá, nhưng mà cái hộp nó hơi bị cũ một xíu do 5 tháng lâu rồi. Nhưng mà máy thì máy chưa dùng luôn, bây giờ em đưa khui ra này. Kiện này là sách hướng dẫn anh chị nhé. Model chiếc máy này là PJ A31. Chiếc máy này sản xuất năm 1995 anh chị nhé. Máy lọc nước thì nó hay in năm sản xuất ở trên dây này, 1995. Từ năm 1995 bây giờ mà nó chưa sử dụng luôn. Hàng bỏ kho lâu năm rồi. Tức là chiếc máy này được từ năm 95. Ngoài là được khoảng hai mấy năm rồi đấy. Mà chưa sử dụng anh chị nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên thùng chưa dùng luôn. Máy Ion kiềm bây giờ anh chị mua ở Việt Nam rất đắt, mua máy mới ở ngoài mấy cái hãng nó bán rất đắt luôn. Thực ra giá trị mua nó không đến mắc quá mà như vậy. Ví dụ những con Levelux của Electric ấy, bên em sẽ bán giá rẻ hơn thị trường khoảng một vài chục triệu. Mấy cái khóa chuyên dụng của nó chị nhé. Đây là cái vòi này mình sẽ cái vòi này mình sẽ lắp vào đây. Vòi cũng chưa mở luôn này. Con này đời cổ nhưng mà lại vòi nó lại bằng inox hết rồi nhá. Vòi bằng kim loại hết, còn đâu mấy cái dòng đời mới mới giờ nó lại toàn làm bằng nhựa. Cái đầu nó làm bằng nhựa này, còn cái này là bằng kim loại nhá. Đời cổ làm chất lượng. Nói chung là có những phụ kiện của nó, ví dụ đây, chai nước thử này. Có một cái ly, cái cốc để thử độ pH này. Nó là một chiếc máy mới nên là đầy rất là đầy đủ phụ kiện. Còn đây là mấy cái gói canxi nhé. Canxi thì mình bổ sung canxi mình cho, nếu mà vùng nước nào thiếu khoáng thì mình sẽ bổ sung canxi vào cái hộp này. Đây là cái gì đây, giấy à, đây là cái nhớ như tem bảo hành ấy. Lưu giữ ghê thật. Ở đây cái giấy gì này, về gì đây, trong thùng nó còn cái giấy đơn giá gì nhá này,
đơn giá ngày xưa nó bán mới là 93.000 yên này. Nếu mà so với tiền bây giờ là 93.000 yên là cứ cho tính tính 90.000 yên là 9218. 9327. Nếu mà 93.000 yên bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 20 triệu. Đó, ngày xưa nó bán 93.000 yên rồi đó. Đây, tất cả những gì liên quan đến trong cái máy này nó đều có ở đây hết anh chị nhá. Rất đầy đủ và chi tiết. Chiếc máy này thì nó có hai đường dây dẫn nước, một đường dây lớn là đường dây cấp và một đường dây nhỏ là đường dây nước thải, một dây điện cấp, một dây điện nguồn, một cái vòi khóa chuyên dụng để mình lắp vào cái vòi lavabo. Một cái vòi này mình lắp vào đây. Chai nước thử này, canxi này, phiếu bảo hành từ ngày xưa bây giờ không còn giá trị đâu. Sẽ hướng dẫn chị nhé. Ở đây là một số cái co cút để mình lắp vào cho cái khóa chuyên dụng này. Sẽ hướng dẫn này. Sản xuất năm 1995 anh chị nhé. Chiếc máy này thì sở hữu lõi lọc. Con này lõi lọc nó sẽ là lõi lọc 12.000 lít. Loại lõi lọc lớn thì nhé, 12.000 lít. Lõi lọc 12.000 lít, nguyên zin nguyên bản của máy đây. Đây, thông số đằng sau này nó là PGA31. Điện 100V, con này dòng là 1.6A vậy nhé. Lõi lọc 12.000 lít. pH con này tạo ra xem nào, pH nó tạo ra từ bao nhiêu đây. Đây cái hộp này chúng ta bỏ canxi này. Bỏ canxi bổ sung khoáng này. Mình cắm điện thử ra. Không biết có lên điện không? Đấy. Lên điện ok rồi anh chị nhé. Này, đèn báo lên điện này. Đây tắt mở đi đây. Đây là chọn kiềm này. Đây trung tính, đây axit này. Đây, đây nước nước trung tính nhá. Khi anh chị muốn lấy nước trung tính thì mình sẽ lấy ở đây, mình bấm nút này này. Và đây là kiềm này, kiềm ở mức số 3 này, ở giữa là mức axit này. Còn đây là độ pH, lấy độ pH này. Đây là mức yếu này, trung bình này. Chiếc máy này thì anh chị lấy axit nhá, lấy nước có độ pH thấp á. Tức là độ pH khoảng từ con này nó lấy 4 mức. Axit à. Và khi anh chị lấy kiềm thì nó cũng có 4 mức kiềm nhé. 1 2 3 4 mức kiềm này. Axit thì anh chị lấy được 4 mức axit. Kiềm lấy 4 mức kiềm, trung tính thì mình lấy ở đây. Cái này là báo hết lõi lọc này. Nếu khi nó hiện cái đèn này thì mình sẽ là báo hết lõi lọc nhé. Chiếc máy này cơ bản rất là dễ sử dụng thôi. À đâu, báo hết lõi lọc ở đây này. Cái này là báo hết lõi lọc, cái này là báo tự động vệ sinh điện cực. Báo hết lõi lọc ở cái dòng dưới này. Tự động vệ sinh điện cực ở cái dòng này. Hôm nay chưa biết báo cái gì đây. Rồi cơ bản thì chiếc máy này nó sẽ sở hữu 5 tấm điện cực. pH sẽ từ khoảng 3.5 4.0 đó đến khoảng 9.5 9 10 chấm. Tại vì pH nó tạo ra nó sẽ phụ thuộc vào nguồn nước vào, phụ thuộc vào áp lực nước. Nên là nó sẽ không có chuẩn 100% được anh chị nhé.
Chiếc máy này nếu anh chị nào mua, anh chị nào mua thì em sẽ bán anh chị với giá là, con này anh sẽ bán anh chị nếu mà bảo hành cho anh chị 1 năm bán giá 12 triệu. Còn nếu anh chị bảo hành chỉ trong vòng khoảng 1 đến 2 tháng thôi, 1 tháng đi, thì bán anh chị với giá 10 triệu. Giá em bán này sẽ bao gồm anh chị một cái van mở khóa này, van mở khóa nước và một cái vòi, tức là van mở khóa nước cho chiếc máy này, và một bộ lọc thô, một cái đuổi nguồn 1 kVA nhé. Đó, nếu anh chị mua bảo hành 1 năm thì giá 12 triệu, còn anh chị muốn rẻ thì anh chị lấy bảo hành 1 tháng thôi, là giá cho anh chị là giá 10 triệu, bao lắp đặt tại Sài Gòn, bao full phụ kiện luôn nhé, lọc thô, đổi nguồn này, van vòi khóa đầy đủ hết. Đó, anh chị nào mua thì vui lòng liên hệ với em nhé, 10 triệu bảo hành 1 tháng, còn 12 triệu bảo hành 1 năm. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Bên em thì bán rất nhiều các loại máy lọc nước ion kiềm khác nhau, có cả máy cũ, có cả máy mới, có cả máy sử dụng lâu rồi, có cả máy sử dụng hàng xả lướt, gọi là hàng bãi và hàng lướt. Anh chị cần loại máy như nào vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em có để trên màn hình nhé. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều, anh chị hãy like hoặc chia sẻ video ủng hộ kênh bên em, và đừng quên đăng ký nhấn chuông để theo dõi thêm nhiều video, nhiều sản phẩm hơn nữa. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt.